nói về độ chịu chi và chịu khó trong việc đập đi xây lại, chắc chắn không ai trong showbiz vượt mặt được Phi Thanh Vân. Mỗi lần nữ diễn viên xuất hiện là người hâm mộ lại thấy cô với vẻ ngoài khác lạ. Nhiều netizen còn không khỏi tò mò liệu có bộ phận nào mà nữ hoàng giao kéo chưa từng sửa qua không. Trải qua hơn 20 cuộc trùng tu nhan sắc, diện mạo của nữ diễn viên cô gái xấu xí thời điểm hiện tại chắc sẽ làm cho không ít người ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Phi Thanh Vân từng bị phân biệt đối xử vì phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ diễn viên cho biết cô quyết định, giao kéo, để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thay vì giấu dến như nhiều sao việc khác, cô mạnh dạn công khai tất cả từ việc tắm trắng, sửa mũi đến nâng ngực, cắt mí. Với Phi Thanh Vân, việc phẫu thuật thẩm mỹ không khác gì, ăn cơm bữa. Trải qua khoảng 21 lần đập đi xây lại, nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1985 thay đổi thất thường liên tục năm 1997 là lần đầu tiên cô động chạm tới, dao kéo. Khi ấy do gặp tai nạn nên cô buộc phải nhờ bác sĩ can thiệp nắng lại mũi. Năm 2004, Phi Thanh Vân tiến hành nâng mũi và sửa lại vào năm 2005. Năm 2003 cô cũng mất một năm để nhụm được làn da nâu bóng thuộc dạng hàng hiếm ở Việt Nam. Cũng nhờ làn da nâu khác biệt với các đối thủ mà cô đã đoạt giải bạc siêu mẫu Việt Nam vào năm cô 22 tuổi với dáng người cao, săn chắc kèm theo nước da nâu đặc biệt, thời gian ấy cô nhận được một loạt vai diễn trong các bộ phim như Gái nhảy, Kính thưa o Cô gái xấu xí. Phi Thanh Vân từng rất khác biệt với làn da nâu bóng. Để sở hữu ngoại hình như thế này, cô đã phải tốn mất một năm để nhuộm da. Không dừng lại ở đây, người đẹp liên tiếp sửa răng, nhấn mí, độn cầm, căng da, chỉnh hàm, tắm trắng. Sau cuộc đại phẫu thuật này, Phi Thanh Vân xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ, da trắng, mặt bút bê khiến nhiều người lạ lẫm. Lúc bấy giờ, nữ diễn viên khá hài lòng với diện mạo của mình. Cô cho biết, hiện tại, số đo ba vòng của tôi là 93, 60, 104 rất tương xứng với chiều cao 1, 1,7 m của tôi. Phi Thanh Vân đã phải tốn cả tỷ đồng để sở hữu được nhan sắc toàn diện hơn sau khi ly hôn chồng trẻ. Sau lần đại trùng tu này, nữ diễn viên đăng quang hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt Nam 2017 với nhiều tranh cãi phi thanh vân luôn công khai việc cô can thiệp giao kéo chi phí cho một lần phẫu thuật thẩm mỹ của phi thanh vân đều rơi vào con số vài trăm triệu đến cả tỷ đồng hình ảnh mặt búp bê da trắng tóc vàng của phi thanh vân từng khiến nhiều người ngỡ ngàng sự thay đổi nhan sắc đến chóng mặt của phi thanh vân sau nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ dù nhận về không ít lời góp ý cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc phẫu thuật thẩm mỹ nhưng phi thanh vân chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình cô cũng thường xuyên chia sẻ những quan điểm thẳng thắn của mình về việc trùng tu nhan sắc, việc làm đẹp bằng cách nào đi chăng nữa cũng đáng được trân trọng, chỉ cần trong giới hạn cho phép và không ảnh hưởng đến tính mạng cũng như sức khỏe. Dù có phẫu thuật hay không, chúng ta cũng đều phải thừa nhận rằng không có vẻ đẹp nào là trường tồn mãi mãi. Phẫu thuật thẩm mỹ không phải là chìa khóa vạn năng giúp khóa chặt vẻ đẹp, mà nó chỉ đơn thuần biến ước mơ có dung mạo đẹp hơn thành sự thật. Nhắc đến chuyện phẫu thuật Cô chia sẻ nguyên nhân xuất phát từ việc muốn nâng cấp hình ảnh bản thân, cho mình luôn trẻ đẹp. Vì niềm vui của chính mình chứ không phải vì đàn ông nữa. Với ngoại hình mới, tôi hy vọng ngày càng tự tin vào bản thân hơn người đẹp bột bạch. Tuy nhiên, Nettie Ren cho rằng kết quả sau những lần phẫu thuật thẩm mỹ của cô đã chứng minh điều ngược lại. Vẻ ngoài của nữ diễn viên hiện khiến nhiều người tranh cãi, lo lắng vì lạm dụng quá đà. Công chúng còn lo lắng cho sức khỏe của Phi Thanh Vân nữ diễn viên nhiều lần xuất hiện với gương mặt đơ cứng biến dạng từ suýt bị hoại tử mũi cầm lệch đi da mặt sần sụi do ảnh hưởng từ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng người đẹp vẫn luôn bằng lòng với quyết định của mình bất kỳ ai cũng muốn can thiệp chỉnh sửa để sở hữu vẻ ngoài như mong ước không rõ liệu vẻ ngoài như hiện tại có phải là mong muốn của phi thanh vân hay không chỉ biết rằng cô đã nhiều lần xuất hiện với gương mặt sưng hút mũi nhọn hoắt cầm lệch hẳn sang một bên và ra mặt sần sùi do di chứng từ phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài ra, vòng 1 và vòng 3 của nữ diễn viên cũng to bất thường, không cân đối so với tổng thể. Trong vài lần livestream, nữ diễn viên vô tình để lộ sắc mặt nhợt nhạt, mặt sưng phù, vòng eo to trông thấy. Những hình ảnh này khác hẳn với những gì cô thường xuyên đăng tải trước đó. Bởi vậy, nhiều cư dân mạng cho rằng mỗi tấm hình được người đẹp chia sẻ đều đã được can thiệp ít nhiều qua các phần mềm chỉnh ảnh ngoại hình xuống sắc của phi thanh vân thời gian gần đây khiến nhiều người té ngửa nữ diễn viên hài lòng với hình ảnh hiện tại của mình nhưng vẫn khiến dân tình tranh cãi ảnh facebook nhân vật sưu tầm